Hôm trước mình ghi một cái nó pin rồi đây. Rồi mình ghi dùng ghi nè, mình ghi in nè, ok không? Thì in này nè là kiểu integer đó, rồi mình có làm thêm kiểu float này nọ nữa đúng không? Rồi hôm nay mình đi sâu vô cái kiểu đó, đi sâu vô cái kiểu nha. Thì kiểu dữ liệu của mình có 8 kiểu dữ liệu nguyên thủy, nó có những kiểu dữ liệu phức tạp nữa, à 8 cái nguyên thủy. Thì cả 8 cái nguyên thủy bao gồm là gì? Bao gồm là kiểu bay, à kiểu bay á, cái miền giá trị của nó là từ trừ 128 đến 127. À mình có những kiểu dữ liệu nè, kiểu bay, à rồi thì cái miền dữ liệu của nó là khoảng là từ trừ 128 đến 127, à kiểu bay. Rồi sau đó mình có kiểu sort, à miền giá trị của nó là khoảng là từ trừ một kiểu sort là miền giá trị của nó là khoảng là từ trừ 32.000 cho đến 32.000, ok không? Rồi mình có kiểu nữa là kiểu in, à kiểu in là khoảng trừ 2 tỷ đến 2 tỷ, ok không? Rồi kiểu long, à là cũng hơi bị kinh á, à kiểu long là từ khoảng chừng từ trừ kiểu long là khoảng từ trừ 9 tỷ tỷ, mình không biết mình đọc cái này đúng không nữa, 9 tỷ tỷ cả đó, à nói chung là nó lớn lắm. Rồi mình sẽ có cái đó là kiểu số nguyên đó quý vị, à cái đám đó, đó là kiểu số nguyên, à số nguyên tức là cái số mà không có lẻ đó, à cái đám là bộ số nguyên. Rồi tiếp theo là mình có bộ số thực của mình có kiểu float, à và kiểu double. Như vậy cho nó dễ. Rồi kiểu float và kiểu double, à kiểu float đó thì quý vị để ý nè, nó được là nhiều 3,4 mấy nhân cho 10 mũ 38, tức là nó 38 số lẻ mà sao. Còn cái double nó dữ hơn nữa, nó lên tới 10 mũ 308, ok không? Rất là lớn. À đây là hai kiểu số lẻ. Thì khi mình gán giá trị của số lẻ này mình cũng để ý thêm. Ví dụ như quý vị ghi nè, plot x bằng 3.5, à coi chừng nó lỗi là tại sao? Nó lỗi là tại vì nếu mình muốn ghép một cái giá trị cho biến float thì mình hay thêm cái, nếu mà ghép giá trị thô sơ như thế này nè, mình phải thêm chữ f làm sao? Đó. À, tại vì mặc định mình ghi vậy là nó là double. Ok không? Đâm ra khi ra báo lót đó là mình phải thêm chữ f làm sao nè. Chịu chưa? Nó hết lỗi. Rồi, đó là kiểu số thực, tức là số lẻ. Ngoài ra nó có kiểu cha là kiểu character, kiểu ký tự. Kiểu ký tự ha, cha c, kiểu ký tự này là mình sẽ gán cho nó một cái ký tự. Thì ký tự nó nằm trong nháy đơn này nè, à một ký tự một thôi, không được nhiều nha, một ký tự duy nhất, ví dụ như a móc chẳng hạn vậy, à hoặc là ký tự a chẳng hạn vậy, ok không? Vậy là một ký tự, một character, nhớ character để trong nháy kép, à rồi chịu chưa? Nhớ nha, đôi khi á quý vị, đôi khi ký tự qua đôi khi quý vị có thấy vậy nè, quý vị cũng có thấy nè đó, ok không? Cái quý vị nói ủa sao ký tự thầy nói một ký tự mà tại sao đây mình viết hai cái đúng không? Thật sự cái này không phải là hai ký tự mà thật sự là cái này là hai cái ký hiệu ghép lại thành một ký tự, cái này gọi là ký tự xuống hàng á, ký tự xuống hàng. Ví dụ quý vị ghép một cái câu, ví dụ như là hello world, ok không? Thì quý vị muốn là sao? Hello xuống hàng world, thì quý vị sẽ chỗ này quý vị thêm xịn nào vô chỗ xuống hàng, ok không? Nó nằm trong cái chuỗi luôn được ha.
đó nè. Nè, hello, xuống hàng, quên, thấy không? Ok ha, đó, cái này là một ký tự đó nha, một ký tự đó. Nó có gì? CN là xuống hàng, xuyệt T là giật vô. Nhớ hai cái đó được rồi, không cần phải nhớ gì phức tạp. Ngoài ra mấy kia là một ký tự hết nha, một cái ký hiệu hết. Rồi, mình có kiểu Boolean. À, Boolean là kiểu đúng sai ha, hoặc là true, hoặc là false. Vậy thôi, hiểu chưa? Rồi, đây là những cái kiểu dữ liệu nguyên thủy. Nguyên thủy là dữ liệu gốc á, dữ liệu gốc à, sơ khai. Nó có những dữ liệu phức tạp hơn, ví dụ như string. Gì nhớ string không? À, string. Thì string này nó không xếp vô kiểu dữ liệu nguyên thủy. À, rồi, kiểu string á, nó có thể gán một cái chuỗi vô đây, tức là nhiều chữ, nhưng mà nhớ string là nó sẽ có nháy kép. Rồi, hiểu chưa? À, hiểu trên. Rồi. Rồi, đối với kiểu dữ liệu nguyên thủy, ép kiểu dữ liệu tự động xảy ra theo chiều mũi tên. À, ví dụ như bây giờ vậy nè, ví dụ như nè. À, in A bằng 5, double B bằng cái này. Sao bây giờ mình gán nè. B bằng A. Vậy B là gì? B đang là double đúng không? A đang là gì? Integer đúng không? Nhưng nó gán tự động. Gán tự động mà nó gán được không? Gán được. Nó sẽ lấy 5. Nó gán cho B. Nhưng mà B là kiểu double ra nó thành ra 5.0. Cái nào gán kiểu tự động. À, đó, gán kiểu tự động. Được chưa? Ví dụ mình có thể lấy một cái integer, mình gán cho long được. Mình lấy một cái long gán cho float, float để double được. Ok ha. Rồi. Còn nếu mà gán mà không tự động á, nên là mình đi ngược chiều á. À, ví dụ như B nè, B là double, mình muốn gán cho A, B là double mà mình muốn gán cho in, tức là nó nhường ngược chiều đúng không? Nó ngược chiều. Thì lúc đó mình phải chơi cái trò mở bằng mặt trước nè. Cái này hôm trước làm rồi đúng không? Rồi, ok. Rồi. Mấy cái kiểu chuỗi thôi chứ không gì hết. Ngoài ra mình có thể ép kiểu nữa ha, mình có thể ép kiểu, ví dụ mình đang có một cái chuỗi, mình có thể ép nó thành một con số được á. À, số thành kiểu là dễ rồi nè. Số ép sang chuỗi thì rất là dễ, ví dụ như là in x bằng 5. Rồi muốn ép này thành chuỗi đúng không? String y bằng x. À, nó lỗi, mình x chơi cộng nháy nháy. Chơi này chơi trận gian nè. Tức là sao? Số cộng chuỗi ra chuỗi. Số cộng chuỗi rỗng ra chuỗi gì? Phải không? Số 5 cộng cho chuỗi hello thì thành ra là 5 hello. Thì giờ cái chuỗi hello rỗng đi. Bây giờ 5 cộng với cái chuỗi rỗng thì là chuỗi 5. Hiểu chưa? Cái này gọi là ép kiểu số thành chuỗi. À, rồi mình có thể ép ngược trở lại. Chuỗi sang số. Ok không? Thì mình có cái chuỗi chin x bằng xy. Ồ, đặt kiểu này ngồi nó hơi mệt á. Rồi đặt tiếp đi. X 10 đi. À, chuỗi mình có chuỗi nè, chuỗi 5. Chuỗi 55 đi. Chuỗi 55. Ok không? Rồi mình ép thằng số nè, mình đi in. X 11 bằng x 10, nó lỗi. À, nhưng mà mình có thể ép kiểu bằng cách là mình xài này nha, để ý nè. In chấm integer chấm bạc. Thấy không? Integer bạc in nè, thấy không? Integer bạc in. À, đưa vô một cái chuỗi nó ép về số. Đưa vô chuỗi ép về số. Hiểu chưa? Rồi. Vậy. À. Được không? Chuỗi ép về số. Nhớ ha. Này, số ép về chuỗi, này chuỗi ép về số. À. Rồi. Thấy không? Integer chấm bạc in. À, ép số. Thì nếu mình có integer chấm bạc in thì mình sẽ có byte chấm bạc byte, sort chấm bạc sort, integer chấm bạc in, long chấm bạc long, đúng không? Ok không? Cái này là ép chuỗi chuỗi về số. À. Mai mốt quý vị sẽ xài cái này nhiều, đến giờ WinFirm này nọ quý vị sẽ xài cái này nhiều. Rồi. Thì đây là sao? Đây là mình sẽ try catch. À, try catch.
Chai két là cái gì? Chai két á là một cái nó cũng ngộ ngộ ha. Nói luôn. Chai, quý vị để ý, quý vị nghe tiếng Anh đi, quý vị cũng hiểu à. Chai tức là gì? Cố gắng, đúng rồi. Còn két là bắt lại. Đúng không? Ở đây nó có một cái expression tức là bắt ngoại lệ, nó là xử lý ngoại lệ. À, rồi bây giờ mình nói đơn giản như thế này đi. Mình nói đơn giản, bây giờ mình cho người ta nhập vô. Inbox. Gì nhớ không? Java. Chấm. OT. Chấm scanner, gì nhớ không? Rồi. Cái dưới này mình chơi cái lệnh scanner cái gì phải không? Rồi, ok, chịu chưa? Rồi bây giờ nó đơn giản, bây giờ mình cho ta nhập vô nè, bây giờ mình bắt ta nhập vô thì mình hay xài lại, ví dụ mình coi in x 12 bằng cái gì? Rồi, bằng scanner chấm net in. Ok không? Nó chạy bình thường, nhưng mà vấn đề nằm chỗ bây giờ nó kêu net in mình xỏ lá đó, mình nhập. Nó kêu mình nhập integer đó, mình nhập 5 thì bình thường. Giờ tôi xỏ lá nó nhập hello rồi sao? Lỗi đúng không? Bắt nó lỗi liền. Thấy chưa? Là tại sao? Cái này là lỗi, không phải là do cái mã chương trình của mình sai, mà do cái người sử dụng làm tầm bậy. Có phải người sử dụng ta kêu nhập in, ông xỏ lá, ông chơi nhập chuỗi, đúng không? Đâm ra lỗi. Thì lúc đó mình lấy cái này nè, mình bỏ vô, mình lấy những cái lệnh nguy hiểm mà mình bỏ vô cái khối trai nè. Đó, bỏ khối trai. Vậy thì sao? Trai tức là cố gắng làm được thì làm, làm không được thì nhảy qua khối kép chạy chứ không có đơ chương trình. Ok không? Đó, giờ chỗ này mình nếu mình bị mình báo thêm cái lỗi. Nhập tầm bậy như vậy. Ok không? Đó, thì giờ chạy nè. Kết mình nhập số 5 vô thì nó không báo gì hết, đúng không? Nó trúng. Rồi giờ chạy lại lần nữa. Nhập hello. Kết tầm bậy. Giờ tức là nó cố gắng nó làm không được thì nó sẽ nhảy xuống phần két. À bây giờ cái để ý. Cái trai là cố gắng làm không được thì nhảy xuống phần két chạy, rồi sau đó chạy tiếp chứ nó không có đơ cái chương trình mình ra. Ok không? Tức là cái này nó gọi là bảy ngoại lệ. À, bảy ngoại lệ, bảy lỗi chứ như vậy. Ví dụ mai mốt cái gì làm sao quý vị cho người ta nhập vô địa chỉ mail, người ta nhập tầm bậy quý vị bắt ta nhập lại, ví dụ như vậy. À, chứ nó không có đơ chương trình. Đúng không? Nó không có đơ chương trình ra. Rồi, cái này là khỏi try get. À. Rồi. Lớp bao bọc và lớp nguyên thủy, cái lớp này, lớp bao bọc và lớp nguyên thủy này quý vị cũng chưa có hiểu rõ đâu, mai mốt mình sẽ nói kỹ hơn. À, mai mốt mình có cơ hội từ từ nó hiểu hơn, kỹ hơn, nhưng mình hiểu nôm na là sao? Mình có một biến kiểu bài thì có một cái thằng bự nó tên là bay mà bay qua. Mình có một cái biến kiểu sọt thì nó có một cái thằng bự tên là kiểu sọt qua. Đáp ra hồi nãy mình nhớ không? Mình xài là integer chấm bạc in á. Integer ha, là mình có một cái thằng tên là integer. Ok không? Tức là một cái biến nguyên thủy thì nó sẽ có một cái biến bao bọc. À, biến bao bọc thì từ từ mình tính sao? Mình phải qua hướng đối tượng mới hiểu được nó. À. Rồi, cái này qua đến hướng đối tượng mình sẽ hiểu nó hơn. Rồi. Thì đó là khái niệm về biến. Ok không? Rồi.